Thưa quý vị, dịch vụ cho vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến, tức là các app, hiện đang bùng nổ và hút khách hàng khi người dân dễ dàng vay được số tiền lớn với thủ tục đơn giản và nhanh gọn. Tuy nhiên, không ít các app vay tiền là hình thức biến tướng của tín dụng đen với nhiều chiêu trò tinh vi khiến cho khách hàng sập bẫy, để lại nhiều hệ lụy cho người vay lẫn cho trật tự xã hội. Những quảng cáo mời gọi vay tiền qua app điện thoại xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Tiện lợi, một cú click nhận tiền ngay, ít rườm rà thủ tục. Chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại và thêm vài thông tin là đủ. Thế nên, rất nhiều người đã hào hứng tham gia. Chỉ khi đã trở thành khách hàng, người vay mới vỡ mộng khi vay tiền lãi suất cao, mà số tiền thực nhận thường rất thấp. Và rồi, để có tiền trả nợ, nhiều người đã lao tiếp vào các app điện thoại khác. Tại số tiền thực nhận không đúng như trên mình đã vay, với mình trả, cái app này sẽ bị thiếu tiền và phải vay app khác bù vô. Quảng cáo bằng những lời có cánh và đòi tiền bằng những lời bạo lực, tin nhắn, cuộc gọi đòi nợ của nhân viên các app vay tiền online không chỉ tra tấn tinh thần người vay mà còn tới cả gia đình người thân, thậm chí còn tới mức đe dọa khủng bố. Anh nhân viên đó có nói là anh cho em đúng 4 giờ, nếu 4 giờ em không ra đóng tiền cho anh sẽ đăng hình em lên Facebook và kể cả sẽ có người tới nhà gặp em để thu hồi nợ. Cứ giải quyết nợ theo số ngày, nợ lâu là từ 30 ngày đến 90 ngày là sẽ một cho nhóm nhân viên mới. Thì nhân viên mới thì có thể xử lý xong được, muốn chửi hay là muốn làm gì đó làm. Theo các chuyên gia, hình thức cho vay tiền qua các ứng dụng online là biến tướng mới của tín dụng đen. Để thực hiện, các đối tượng chủ yếu đăng ký núp bóng dưới dạng công ty tư vấn đầu tư tài chính, môi giới tài chính. Hiện nay, vẫn chưa có hành lang pháp lý cho hình thức vay tiền qua app điện thoại. Do vậy, vẫn còn nhiều kẽ hở gây khó khăn cho việc quản lý. Nếu mà họ không đăng ký thì cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cũng không giám sát được. Họ chỉ là đăng ký với lại cái Google và Apple. Để chấn chỉnh hoạt động cho vay tiền online, cần khung pháp lý đầy đủ, cũng như những quy định rõ ràng từ các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, ngân hàng, an ninh mạng, công nghệ. Trước mắt, để ngăn ngừa hệ lụy phát sinh từ hoạt động vay tiền qua app điện thoại, cần xử lý mạnh tay việc thu hồi nợ kiểu xã hội đen từ vi phạm pháp luật. Quy định của Bộ Luật Dân sự hiện hành thì chúng ta quy định cái hình ảnh của người đó, cái bí mật về riêng tư của người đó và bí mật gia đình đó là những điều bất khả xâm phạm. Trước khi anh đăng lên trên mạng xã hội thì anh phải được sự đồng ý của họ. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan điều tra đối với những công ty cho vay qua app điện thoại với lãi suất vượt quá quy định pháp luật cũng rất cần thiết. Nhưng chính người dân phải tỉnh táo và cảnh giác để tránh xa bẫy trước các hình thức vay tiền qua app.